Kính thưa quý vị, đến là một câu chuyện buồn cười. Ông Thế ông ấy vừa đưa cho tôi cái bản tin hay lắm. Tập Cận Bình ép buộc Vatican phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Hay không? Ngày 25 tháng 10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố rằng không có một áp lực nào có thể buộc Đài Loan cắt đứt quan hệ thân thiện với Tòa Thánh Vatican. Bởi vì Tòa Thánh Vatican là đại diện của Thượng Đế, đại diện của Thiên Chúa, chúng ta không có cái lý do gì mà lại phải nghe theo người đời để mà xa lìa Thiên Chúa. Nước Mỹ này sở dĩ bây giờ đang loạn là vì chúng nó xa lìa Thượng Đế. Từ tên đầu nậu Joe cho đến Nancy Pelosi cho đến Hillary, chúng nó tự do khoái lạc, chơi cho sướng xác xong rồi nó giết trẻ con. Đó là nó xa lìa Thiên Chúa. Đài Loan không. Đài Loan giờ này nói rằng là tất cả những sự liên hệ lâu nay giữa Đài Loan và Tòa Thánh luôn luôn ấm áp, thân thiện và chính thức, không phải như đối với Tàu Cộng. Tờ báo gọi là Corriere della Sera là tờ báo lớn nhất của Ý Đại Lợi vừa tiết lộ một cái thách thức ngoại giao mà Đức Giáo Hoàng Francisco đang phải đối mặt từ Tàu Cộng đối với vấn đề Đài Loan. Bài báo dẫn là một viên chức ngoại giao cao cấp giấu tên của Tòa Thánh cho biết Tàu Cộng Tập Cận Bình yêu cầu Vatican cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để đổi lấy việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Tàu Cộng. Quý vị thấy không? Thằng Tập Cận Bình là Cộng sản, nó là quỷ vương, Satan. Thế mà Tòa Thánh là Tổng lãnh Thiên Thần Michael. Chúng ta ở Kinh Thánh có ba vị Tổng lãnh Thiên Thần: Michael, Gabriel và Raphael. Michael là chuyên môn diệt Satan. Bởi vậy thằng Tập Cận Bình nó là Satan, nó sợ Michael và sợ Đức Giáo Hoàng Francisco. Cho nên nó mới dù bây giờ lâu nay chưa có ngoại giao, bây giờ ông bỏ cái Đài Loan tôi sẽ ngoại giao với cả chớn. Dù cho cả thế giới này là cộng sản hết, nó cũng không thể nào cắt đứt ngoại giao với Tòa Thánh. Vì chúng nó mà cắt đứt với ngoại giao với Tòa Thánh là chúng nó chết. Đó. Và Tòa Thánh Vatican nói thẳng một câu, không có cái áp lực nào mà làm cho Đài Loan có thể tách rời Tòa Thánh. Hãng thông tấn trung ương của Đài Loan đưa tin trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai là đại diện ngoại giao của Đài Loan ở Âu Châu là ông U Giáng Ngàn cho biết Bộ Ngoại giao Đài Loan vẫn thân thiện và kính trọng Tòa Thánh Vatican. Bài báo cũng cho biết là bà Âu Giang Ân nhấn mạnh đến tình hữu nghị giữa Vatican và Đài Loan có từ lâu đời, không phải hôm nay. Từ thời thống chế Tưởng Giới Thạch, nếu không muốn nói là ngay từ thời ông Tôn Giật Tiên là cha đẻ ra Trung Hoa Dân Quốc, Tam Dân Chủ Nghĩa. Đó. Bởi vậy cho nên bây giờ ngay cả vấn đề Covid vừa rồi, Đài Loan cũng đã lo lắng cho Tòa Thánh nhiều lắm. Nhất là cái bài gián điệp, bài thông điệp gọi là Praise Be To You và Fratelli Tutti của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong suốt thời gian đại dịch, chính phủ Đài Loan và các tổ chức dân hậu sự và công giáo ở Đài Loan đã hỗ trợ Tòa Thánh Vatican và các nhóm liên quan trong việc chống lại dịch bệnh, thể hiện tinh thần Đài Loan luôn luôn phù trợ Tòa Thánh Vatican. Vì thế làm cho Tập Cận Bình đau khổ và thất vọng. Vatican cũng đã chọn Tổng thống Thái Anh Văn là một trong những người đầu tiên trong danh sách những người mà Tòa Thánh cảm ơn và đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Giáo Hoàng Francisco sau cuộc giải phẫu của Ngài vào tháng 7. Bà Tổng thống Thái Anh Văn nói, xin Thiên Chúa phù trợ Đức Thánh Cha. Đức Giáo Hoàng cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng thống Thái Anh Văn vào ngày song thập quốc khánh vừa qua. Đó là ngày quốc khánh của Đài Loan, của thời chính phủ Trung Hoa Dân Quốc.
Và một ca khúc trong cái ngày quốc khánh của Đài Loan khiến người dân quốc tế về Thiên Chúa Giáo rơi lệ khi mà trong bài quốc ca đó có lời trung thành với Thượng Đế như là nước Mỹ luôn luôn In God we trust, chúng con xin phó thác trong tay cha. Cho nên cái bọn quỷ vương Satan vô thần, chúng nó rất sợ sự liên kết chặt chẽ của Đài Loan đối với Tòa Thánh và sự ưu ái của Đức Thánh Cha đối với Tổng thống Thái Anh Văn của quốc đảo Đài Loan. Rồi chúng ta lại có một tin nữa. Cái này mới đau khổ. Đau khổ cho tội căn ngố Tòa Bạch Cung, nhưng mà lại vui cho những cái người mà ngoại quốc họ nó muốn đến Hoa Kỳ. Bây giờ họ không cần phải tốn kém thời gian chờ đợi lâu dài, họ cứ đi từng đoàn người. Đó là cái bản tin của tờ Fox News cho biết là một đoàn người caravan gồm 60.000 người đã vượt qua biên giới Guatemala đi vào Mexico để mà về biên giới Hoa Kỳ. Kể từ hôm thứ Bảy vừa rồi, đến giờ này đoàn người đã sắp sửa đến biên giới. Và họ viết những cái khẩu hiệu nói với Joe Biden: chúng tôi đang đến Hoa Kỳ, chúng tôi đến trong hòa bình và không đổ máu. Quý vị thấy không? Có bao giờ một cái nước mà khi nào tập trung tìm đến mà còn nói rằng tôi đến Hoa Kỳ với tính cách hòa bình mà không đổ máu? Thế là đây là một đoàn quân viễn chinh rồi, một đoàn quân invasion army, là một cái đoàn quân xâm lăng Hoa Kỳ. Và bọn căn ngố Tòa Bạch Cung câm miệng hến, không dám lên nói, không dám lên tiếng. Và mặc dù song song với những cái điều đòi hỏi của Tổng thống, của xứ Guatemala, Honduras và Mexico, họ đòi 800 triệu đô la cho ba quốc gia và riêng mẽ thêm 600 triệu để mà giúp cho nền kinh tế. Nếu không làm, họ sẽ tiếp tục cho người đi vào nước Mỹ nữa. Thế thì khi mà tuyên bố này đưa ra thì họ nói có nhiều người cho biết rằng đảng con lừa đang cần 9 triệu lá phiếu cho năm 2022. Bởi vậy cho nên nếu quý vị thấy những người đến nước Mỹ bây giờ mà không bị cấm cản là vì chưa đủ túc số. Nếu khi nào đủ 9 triệu, 10 triệu thì khi đó đảng con lừa của Tòa Bạch Cung sẽ đóng cửa hoặc là ngăn cản. Đó. Đoàn người caravan hầu hết là người Haiti, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador và một số người Hồi giáo ở châu Phi cũng như một số người Tàu ở Á Châu. Họ trên đường đến Mỹ ồ ạt. Và bây giờ nhiều tòa đại sứ của các quốc gia châu ở bên Mexico đang kiếm bạc triệu đô la để họ hướng dẫn những cái người đến Mexico, như là ở Việt Nam trả tiền cho Việt Cộng mua vé vào trong Mexico. Từ Mexico, cái tòa lãnh sự của Cộng sản Mexico nó sẽ cho đàn em dựa dẫn những cái đoàn người này đi vào với Mỹ và lấy tiền riêng. Cho nên cái số nhiều nguồn tin cho biết là bọn đại sứ, sứ quán của Cộng sản Việt Nam ở bên Mexico trong mấy tháng qua kiếm hàng triệu đô la một cách vô tội vạ. Và đoàn người còn nói thẳng: hãy nói với cho ông Biden biết chúng tôi đang đến, sửa soạn mà đón chào. Đó là lời tuyên bố của một anh người từ El Salvador tên là Garcia Mendoza. Đấy. Sự kiện này cho thấy ông Tổng thống của Panama nói cách đây 3 tuần lễ 400.000 người cho đến 800.000 người đang trên đường đến Hoa Kỳ. Và nhiều người nói rằng nói cho ông Biden biết cần giúp đỡ chúng tôi, 3.900 tỷ hơi ít, hãy lên đến 5.000 tỷ để giúp đỡ cho khoảng 5 triệu người chúng tôi đang trên đường đến Mỹ. Thế thì những cái người gọi là ủng hộ Joe Biden giờ này nghĩ sao? Mà có như nhiều tên cán ngố nó lên đài ở đây nó nói rằng là Donald Trump này là phá hoại nước Mỹ. Rồi dùng tên Trump, tên này, tên nọ, nói rất là mất dạy. Chúng nó là cán ngố mà.
Còn cái việc này chúng nó câm miệng hến, không bao giờ lên tiếng. Hôm thứ Sáu vừa rồi, cơ quan bảo vệ biên phòng của Hoa Kỳ cho biết là trong năm 2021, 4 tháng vừa rồi đã trên 1 triệu người vào nước Mỹ. Tháng 7 thì trên 236.000 người vào. Tháng 8, 215.000 người. Tháng 9, 198.000 người. Tháng 6, gần 300.000 người. Cái con số từ tháng 6 đến bây giờ, 1.200.000 người đã vào đến Hoa Kỳ. Quý vị thấy không? Cho nên tại sao bây giờ căn ngũ tòa Bạch Cung nó cần 3.900 tỷ để nó nuôi cỡ 2.500.000. Kể từ hôm tháng Giêng đến bây giờ thì gần 3 triệu người di cư bất hợp pháp đã vào nước Mỹ. Và con số nó sẽ tăng lên đến 10 triệu từ nay cho đến tháng 12. Vì năm 2022 sắp tới đang sửa soạn bầu cử. Điển hình là mùng 2 tháng 11 này ở tiểu bang Virginia và tiểu bang New Jersey sẽ có những cuộc bầu cử về thống đốc. Đây là một trong những sự kiện mà đảng con người đang lo ngại, là vì đến giờ này dân chúng Mỹ đã quá chán ngán với cái bọn cầm quyền cán ngố tòa Bạch Cung. Chúng ta sẽ chờ thêm một vài ngày nữa xem rằng cái phản ứng của tụi cán ngố tòa Bạch Cung đối xử như thế nào đối với những loại người hàng triệu người ở bên miền Nam Mỹ đang tiến lên. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.